Tụi mình vừa mới chỗ câu cá đi về này. Thì đây, đây là tổng số gia bì mà tụi mình bắt hôm qua. Con to có, con nhỏ có. Size này quá tuyệt vời luôn mọi người. Lâu rồi mình không đi câu cá ở cái địa điểm này. Địa điểm mình câu được nhiều cá lắm. Mà hôm nay đi lại thấy nước với lây lồi ở đây ghê quá. Giờ đáng biết là đi qua đường đây để thử coi. Ngon. Ngon lành. Tại mình thấy vùng nước to quá mình sợ. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Thì hôm nay tụi mình không phải đi camping mà tụi mình hôm nay muốn đi câu cá. Mà cái địa điểm này á là mình lúc trước á mình rất hay câu cá ở đây luôn. Một cái địa điểm mà mình thấy là rất là thích hợp cho câu cá. Tại vì cá ở đây rất là nhiều. Và nhất là bạn nào mà mới tập câu cá ở đây rất là nhiều cá chép luôn. Mà câu cá chép mà mới tập câu là nó fighting á. Nó quần mình là kéo cần là bao sướng luôn. Đó, thì lâu lắm rồi mình mới quay lại cái địa điểm này. Cho nên là mọi người thấy này, cái chỗ này mình hay câu ở đây. Mà ngày xưa là cỏ nó sạt xuống dưới luôn. Mà bây giờ vào mùa xuân á, ít ai câu ở đây nữa, cho nên cỏ nó lên cao như thế này luôn. Đó, thì mọi người mà đi câu ở đây á, thì nhớ cẩn thận là rắn vậy là sâu bò nha. Muỗi ra nhiều lắm, cho nên là cẩn thận nhớ mang xịt muỗi vậy là hương muỗi. Đó, thì cái chỗ này lâu lắm rồi, đợt trước mình hay đi cắm trại ít đi câu, cho nên là đợt này mình muốn đi câu lại để lấy cái cảm giác á, cho nó vui. Thì hôm nay không biết là câu được gì không, nhưng mà mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Bây giờ á, mình là vừa mới ném mấy cái cân xuống rồi. Rồi trên cân mình có gắn sẵn mấy cái đèn này nè. Mấy cái đèn sensor này nè, mình cho mọi người xem này. Đó, khi mà cá mà cắn mà rung cân á, đó thì chuông là sẽ kêu và đèn là sẽ nháy. Thì mình buổi tối á là mình sẽ biết là cân nào nó kêu. Tại vì nhiều cân mình để liên tiếp như thế này á thì khó mà biết được là cân nào. Đó, thì để xem hôm nay có câu được gì không. Và hôm nay mình đi á là thời điểm này là đang không được câu cả mũ. Đó, mà record á là thời điểm này anh được câu. Tại vì người ta cấm là từ đầu tháng 9 cho tới cuối tháng 11 là cấm 3 tháng như vậy là câu trúng cá mú á, là con to con bé gì là phải thả xuống hết để mua sinh sản của nó. Cho nên là mùa này là cái mùa close season, là mùa bảo vệ đó, không được phép câu. Thì mọi người mà có đi câu cá mú từ tháng 9 tới tháng cuối tháng 11 thì nhớ cẩn thận nhá, hàng năm luôn nhớ cẩn thận là phải thả xuống, chứ không khuyến khích mọi người bắt về, rất là nguy hiểm, bị phạt rất là cao đó. Địa điểm này á là ở Nagambi. Mọi người muốn biết cái location cụ thể á thì nhớ thả xuống dưới bình luận cho mình để mình biết, để mình chia sẻ cho mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái ngồi chờ. Tại vì câu cá chỗ này á chủ yếu là câu vào ban đêm, thường thường cái đoàn mà 7 giờ kém buổi chiều này nó sẽ active chút xíu, xong rồi như cái kinh nghiệm của mình chỉ hai câu ở đấy thôi thì nó work với mình thôi. Thì cứ khoảng 7 giờ kém buổi chiều như thế này mà trời xuống á là nó sẽ active chút xíu, xong rồi tầm cỡ khoảng 10 giờ tối á là nó sẽ active thêm một lần nữa, rồi tới khoảng 2-3 giờ sáng đó. Thì nếu mà đi câu ở đấy á mà mọi người mà thức được á, câu ban đêm rất là vui luôn. Hiếm khi mà đi ở đây mà không nghe tiếng chuông, hiếm khi đi ở đây mà không trúng được một con cá chép. Là biết là cái đồ cá nó nhiều ở đây như thế nào đó. Mà đợt này mình đi thì nước ở đây nó dâng lên hơi là cao, cho nên là mình không biết là hôm nay tình hình nó như thế nào nhá. Đó, cho nên đi câu cá là không chắc chắn được gì cả, hên xui thôi. Nhưng mà vấn đề là đi câu là vui lắm rồi. Đó, thì lâu lắm rồi mình chưa quay clip câu cá, để lần này mình quay cho mọi người xem. Mặc dù đi câu cá một đêm thôi mà đợt này là cái chỗ này cũng được cắm trại, cho nên là mình ngủ trên xe nữa, chủ yếu là thức để câu cá à. Nhưng mà cái gì có thể để ở nhà được, trước khi lò lửa này của mình là phải mang đi à. Đốt lửa lên là nó vừa đuổi côn trùng, đuổi muỗi mà nó ấm nữa, mà nó dễ start nữa à. Cho nên là rất là quan trọng luôn.
cái chỗ Nagambi này mình đi câu á, thì ở đây là không có củi, cho nên là mình đã mang sẵn củi ở nhà đi rồi, mà củi stock á, cho nên là nó khô á, đốt sướng lắm, lửa nó lên nhanh, quá đẹp luôn. Chào mọi người coi cái cảnh dòng sông ở đây này, lúc buổi chiều hoàng hôn này, quá đẹp luôn. Mấy cái nhà mà có cái river access ra bờ sông này á, ở đây mắc lắm. Phải mình mới coi có một cái căn ở đây mới bán 2 tháng trước á, là 2.6 triệu lận đó, nhưng mà cái bờ sông này là rộng đẹp, câu cá thôi đỉnh luôn nha. Thơ mong chỗ này câu cá thì quá đỉnh này. Những lúc đi câu cá như thế này á, thì bữa tối của tụi mình thì chỉ có như thế này thôi, nhanh gọn lẹ, cho nên là đi câu cá rất là thoải mái. Tụi mình phải chuẩn bị đồ ăn nhiều, mang đi nặng mệt lắm, lều trại cũng không cần phải mang đi luôn đó, chủ yếu là đi câu cá cho vui đó, thì ăn mì gọi là hợp lý rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tối, xin mời mọi người nhá. Này mọi người thấy không, đang ăn mà cá nó chết chết này, chết này, chết này, chết này. Dùng dính rồi. Nhờ vợ mình vừa quay vừa ấy. Nhìn cá rồi. Được 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 được. Nắng ấy nắng ấy. Đang cầm tô mì ăn cùng yên nữa. Mở cái đèn sang hàng. Con này đứa, con này chất lượng. Mặc vô cọc cây rồi. Để cho nó tự ra từ coi. Con không kéo qua bên này. Con này giảm cá chép lắm nha. Tại cá chép thường nó đâm vô cây nhiều lắm. Mặc rồi. Mặc rồi. Cá vợ chắc giảm cá mú á. Cá mú, cá mú nhỏ ngay mẹp luôn. Ôi rồi, giật mạnh quá trời luôn, trai tới không kịp. Tối giờ nó cắn liên tục hả? Hôm qua sau khi mình bị mắc một con cá, vậy là câu trúng một con cá mú, kéo gần vào bờ mà mình thấy cá mú do mùa này là cầm câu á, cho nên mình cũng muốn vớt lên. Rồi sau đó thì khoảng cỡ 1 giờ á, mình mệt quá, mình đi ngủ. Lần khác mình thử quay lại đây mình câu tiếp thử coi, nhưng mà điểm thích một cái ở đây á, là chuông nó kêu hoài, cá nó cứ rìa môi á, nghe chuông với đèn nhảy lên là thích lắm đó. Đi câu thì chỉ cần như vậy thôi là vui rồi. Vấn đề là ngồi mà nghe cái tiếng chuông, thấy cái đèn là chạy để mà đợi mà chụp cần là vui lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure, xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho tụi mình nữa nhá. Tụi mình là YNK Adventure.